Chỗ nào ấy? Quán chú chợ Văn Nà cơ. Vâng. Con thở thế đấy. Ông tự xa
đợi này nhanh chậm một cái nó tua phát. Ui giời, cậu giỏi lắm. Cậu ơi. Cậu. Làm sao? Làm sao nó lấy ông như nào? Cứ thế ông xây mà làm sao?
chín như mấy cái bồng khoai đâu nghe vậy. Thế mà lại có tiền. Mẹ quê mình đéo biết thì cứ cho vào lâu cá vụn. Vâng, nó chỉ là có mấy trường hợp là bắt buộc phải làm thôi. Vâng, em đọc nghị định của nó mà. Vâng.